Thưa quý vị và các bạn, ở ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, ai cũng biết hoàn cảnh của đôi vợ chồng khuyết tật, vừa bán vé số dạo, vừa giữ con. Tuy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh, nhưng họ vẫn nỗ lực lao động để vươn lên. Đó là vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tiền, sinh năm 1979, và chị Châu Bích Nga, sinh năm 1987. Hai người đều sinh ra và lớn lên ở quê hương Thới Lai. Kết duyên từ năm 2017 và cho ra đời một đứa con trai kháu khỉnh cùng sinh sống trong một căn nhà hạnh phúc, được các mạnh thường quân trao tặng chưa tròn năm. Từ khi được cái nhà như vậy là vợ chồng em có cuộc sống nó dần ổn định hơn và nó thấy cuộc sống nó không có khó khăn như lúc trước mà. Hai vợ chồng gắn kết với nhau để là tìm cái niềm vui trong cuộc sống. Chứ thật tình mà nói là ở địa phương mà có những hộ gia đình mà còn nguyên vẹn mà cũng chưa được cái tình cảm sâu sắc là chí thú lo làm ăn như hai đứa em này. Tuy rằng là hai đứa bị khuyết tật hết nhưng mà vẫn đi tự kiếm sống. Do khuyết tật nên vợ chồng gặp muôn vàn khó khăn trên bước đường mưu sinh. Bắt nghề này, chọn việc khác. Mấy năm gần đây, anh chị quyết định gắn bó với nghề bán vé số dạo ở thị trấn Thới Lai. Trong cái khó có cái may, trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh chị khi sinh sống tạm bợ trong căn nhà bên kênh sáng Thới Lai, không biết sụp lở lúc nào. Thế vậy, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thới Lai vận động xây dựng căn nhà ngang 4m, dài 10m, trên mặt lộ dân sinh kín mưa kín nắng, giúp anh chị yên tâm trên bước đường tìm kế sinh nhai. Ngoài bán vé số, anh còn đặt lưới dưới sông để có thêm thức ăn trong bữa cơm gia đình. Sắp tới đây thì con em cũng vô học nên em cũng gắng cố gắng, hai chồng em gắng cố gắng đặng bán, đặng lo cho con em được học tới nơi tới chốn. Tuy là hai người khuyết tật nhưng mà họ có một cái tình thương rất là lớn. Hai vợ chồng khuyết tật nhưng mà họ rất là thương yêu. Khi mà con cái thì cũng hai vợ chồng hiện nay có một đứa con thì rất là thương, dạy dỗ rất là ngoan. Trong cái cách ăn nói của vợ chồng anh chị thì với bà con xóm giềng thì cũng rất là hài hòa, nhỏ nhẹ và trong đối nhân xử thế với những người xung quanh dòng họ thì rất là lễ phép. Tuy con đường phía trước còn lắm chông gai, nhưng tin rằng anh Tiền, chị Nga sẽ còn tiếp tục cố gắng vượt qua để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, để cùng nhau vun đắp hạnh phúc bền lâu vì tương lai của con cái.